Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ bảo vệ non sông nước Việt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt, báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con kiều bào trên khắp thế giới. Bà con kiều bào đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu Hồ Sen thuộc khu di tích Hồ Cổ tại Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào ngày hôm nay, 23 tháng Chạp, theo truyền thống tốt đẹp của người Việt là tiễn ông công ông táo chầu trời với ngụ ý cá vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt. Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và thăm di tích Hoàng Thành Thăng Long, một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Thưa quý vị, dự chương trình Xuân Quê Hương 2023 vừa diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi và đặc biệt tới các bà con ở Ukraine và các nước châu Âu bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột. Trong không khí đầm ấm, thân tình và phấn khởi đón chào Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và trân trọng cảm ơn sự đóng góp hiệu quả, đầy tình cảm, trách nhiệm của hơn 5,3 triệu bà con kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cho biết, đây cũng là thời khắc để chúng ta nhớ về mấy năm trước khi dịch bệnh COVID-19 được ví là hàng rào vô hình để ngăn cản chúng ta trở về quê hương, tỉnh thân xa cách. Chính vì vậy, tất cả chúng ta càng trân trọng khoảnh khắc hội tụ bên nhau và cảm nhận sâu sắc hơn tình người, tình quê. Thủ tướng đã thông tin đến bà con kiều bào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và mong muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, sự đóng góp, sẻ chia, tham gia tích cực của bà con Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực rất quan trọng. Thủ tướng cho biết, tại chương trình Xuân Quê Hương năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng sự quyết tâm của chính phủ phấn đấu thực hiện mục tiêu đường về quê gần hơn. Đến nay, khi đường về quê của bà con đã không còn xa, chính phủ hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Qua việc tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quảng bá về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, sự chân thành, thân tình, lòng mến khách của dân tộc Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của chúng ta, nhất là nông sản đến với bạn bè quốc tế. Chúng ta mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam qua việc tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch để thu hút sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cùng với đó là mở rộng hơn nữa các thị trường du lịch tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội ở nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương, Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chính phủ thấu hiểu cái tấm lòng, ước nguyện của bà con. Vì vậy, về những cái kiến nghị thì chúng tôi xin tiếp thu và sẽ có cái làm việc với các cơ quan chức năng để có thể giải quyết được. Ví dụ như vấn đề các anh các chị nói xây dựng thương hiệu, rồi xây dựng vân vân liên quan đến chế độ chính sách thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tạo cái thuận lợi cho bà con
sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng mà vẫn có thể đóng góp, vẫn có thể gửi gắm tình cảm, rồi vẫn có thể có một phần tài sản. Chúc một năm luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh, các chị em.